chào tất cả các bạn hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách tạo ra một môi trường luyện nghe nói phản xạ hoàn hảo của riêng từng người tôi gọi đây là môi trường hoàn hảo vì đó là nơi mà các bạn luyện tập phản xạ những câu nói đúng theo văn phong giao tiếp bản xứ đúng nghĩa là đúng cách người ta nói đúng ngữ pháp người ta nói sao thì mình nói vậy không tự chế không tự lắp ghép không tự dịch từ tiếng việt sang còn văn phong giao tiếp bản xứ có nghĩa là Luyện tập những câu giao tiếp thông dụng nhất được người bản xứ sử dụng hàng ngày, những câu từ gãy gọn theo kiểu văn nói nhưng tuyệt đối không phải là tiếng bồi, à, theo kiểu lắp ghép từng từ như chúng ta nghe được ở một vài nơi. Tại sao môi trường hoàn hảo không phải là nơi mà bạn có thể thực hành giao tiếp trực tiếp với người nước ngoài hay là câu lạc bộ nói tiếng Anh? Vì từ trước đến nay bạn chưa hề trải qua khoảng thời gian nạp ngôn ngữ thật sự. Việc học ngôn ngữ phải bắt đầu từ lúc còn bé lúc chúng ta bập bẹ từng từ, sau đó mỗi ngày, mỗi giờ, ông bà cha mẹ giúp chúng ta sửa lại thành câu. Khi chúng ta quên, họ nhắc lại. Khi chúng ta lại quên, họ lại nhắc lại. Và cho đến khi khoảng 10 đến 12 tuổi, một hệ ngôn ngữ đã hình thành trong đầu của chúng ta. Và hầu như chúng ta có thể dùng ngôn ngữ để giao tiếp mọi ngóc ngách trong cuộc sống. Hãy hình dung xem một đứa bé 7 tuổi bắt đầu đi học tiểu học mà không biết nói thì có ai cho nó vào lớp một học không không tuyệt đối là không lúc đó người ta lại cho nó vào trường của trẻ chậm phát triển nữa là khác vì sao lại như thế đơn giản là vì người ta không thể dạy cho trẻ biết nói việc nói được hay không là do cả một quá trình nạp ngôn ngữ từng từ từng từ câu ở nhà do ông bà cha mẹ đảm trách và khi tiếp tục nạp ngôn ngữ qua nhiều môn học khác thêm vài năm nữa thì chúng mới được dạy ngữ pháp và những môn phân tích ngôn ngữ phức tạp khác ở những năm cấp 2. Và quá trình này trong tiếng Anh thì chúng ta hoàn toàn bị thiếu. Vì sao chúng ta không nói được ngôn ngữ mà người ta lại dạy phân tích ngôn ngữ như ngữ pháp và một số môn học khác thì đó còn là một ẩn số vì hiện nay hầu như trên 90% học sinh theo học cách này đều không thành công. Nói đúng ra là ai cũng hầu như học tiếng Anh trên 10 năm mà vẫn không giao tiếp được tiếng Anh. Tôi cũng không biết vì sao. Quay lại phương pháp luyện nghe nói phản xạ của chúng ta ở đây, nó mô phỏng quá trình nạp ngôn ngữ mà ông bà cha mẹ từ nhỏ đã giúp chúng ta nói thành câu đúng, câu hoàn chỉnh có đầu có đuôi, không sử dụng câu cụt, câu què, không sử dụng ngôn ngữ chợ búa, vân vân. Phương pháp học này mô phỏng một ông thầy mỗi lần luyện tập với bạn 10 câu. Thầy hỏi hoặc là mở đầu giao tiếp với bạn bằng một câu giao tiếp nào đó, bạn trả lời một câu trong danh sách gợi ý. Mỗi câu thầy hỏi gồm nhiều câu trả lời đúng khác nhau, mỗi lần mỗi khác thể hiện nhiều ý kiến đồng tình hay phản đối, giúp bạn học được nhiều cách trả lời. Mỗi khi nghe thầy hỏi, bạn hãy thực tập câu hỏi giống như thầy À, thực tập sao cho giống cách nói cách phát âm giống như thầy nhất mỗi khi chọn câu trả lời và được chương trình báo đúng thì hãy thực tập cả câu hỏi và câu trả lời thật nhiều lần cho nhường nhuyễn trước khi thầy hỏi câu mới và khi bạn thực hành như thế thì bạn đã tạo ra một môi trường không thể hoàn hảo hơn được nữa và tại nơi đây bạn có thể dùng bất kỳ thời gian nào rảnh rỗi để tự thực tập tiếng Anh tự tạo ra môi trường thực hành cho riêng mình thực hành hàng chục, hàng trăm lần những câu giao tiếp thông dụng và cách trả lời thông dụng nhất để hình thành phản xạ giao tiếp. Cho đến khi bạn có thể phản xạ câu hỏi hoặc là câu trả lời trong vòng dưới 7 giây thì mới gọi là có thể giao tiếp được. Vì 7 giây là thời gian tối đa cho phép bạn dừng lại để suy nghĩ. Quá thời gian đó thì người ta sẽ lờ bạn đi và nói tiếp và bạn sẽ không có cơ hội nói nữa. Hãy bắt đầu sử dụng chương trình luyện nghe nói phản xạ cùng với tôi thử một vài câu nhé. Nào, chúng ta bắt đầu. Khi vào một ngày học bất kỳ của Hello Chào, các bạn sẽ thấy 6 phần học sau đây được liệt kê ra. Phần đầu tiên là luyện nghe nói phản xạ. Phần thứ hai là luyện từ vựng. Phần thứ ba, luyện cấu trúc và câu. Phần thứ tư, luyện hội thoại. Phần thứ năm, luyện ngữ pháp và phần cuối cùng các bạn thấy biểu tượng một tai nghe đó là luyện nghe cấu trúc và câu bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với luyện nghe nói phản xạ bắt đầu mỗi phần học thì chúng tôi luôn có hướng dẫn các bạn nên làm cách nào để học cho hiệu quả các bạn cố gắng làm theo những hướng dẫn này để đạt được kết quả tốt nhất nhé và một phần nữa không kém phần quan trọng đó là các bạn chú ý đọc nội quy lớp học trước khi bắt đầu học. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu khởi động. Can I use your phone? Can I use your phone? Can, can I, can I, I, can I, use, u, u, you, use use. use, use. Can I use, use, can I use your, your, Your phone. Oh, fo, phone. 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 Can I use your phone? Your phone. Your phone. Your phone. Can I use your phone? 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 Use your phone? Bắt đầu mỗi câu thì giáo viên sẽ tự động nói trước. Nếu bạn muốn giáo viên nói lại, chỉ cần bấm vào nút loa này. Nếu bạn muốn dừng lại đây để tập cho giống giọng của giáo viên, giống như cách của giáo viên hỏi thì cứ liên tục bấm vào nút loa để nghe đọc lại. Can I use your phone? Như lúc nãy tôi có thử đọc lại và thử tập âm cho các bạn nghe thì tôi đề nghị là các bạn luôn luôn làm như thế đối với mỗi từ và sự ghép âm của các từ đứng gần nhau sao cho các bạn đọc giống như giọng giáo viên nhất tập cho giống cách giáo viên hỏi nói giống như giáo viên nói thì sau này khi giáo viên hỏi hay một người bất kỳ một người bạn nước ngoài nào đó hỏi bạn thì bạn sẽ nghe được ngay mà không cần phải cố gắng lắm nếu từ nào trong câu hỏi mà bạn chưa chắc chắn về cách phát âm thì bạn cũng có thể chọn từng từ để luyện phát âm theo phương pháp đọc tách ghép âm cho đúng từ đó Phone hãy nhớ rằng khi bạn nhuyễn âm của từ thì bạn mới có thể luyện đúng âm cho cả câu sau đó bạn hãy chọn xem câu trả lời nào đúng bạn cũng có thể luyện tất cả các câu trong các thị chọn trả lời bên dưới này vì đó là những câu giao tiếp hay nhưng duy nhất chỉ có một câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh nhất sorry it's not with me right now sorry it's not with me right now please give me a call please give me a call you can use my ipad you can use my ipad text me when you have time text me when you have time Khi bạn muốn biết câu trả lời nào đúng, hãy bấm chọn nút xem kết quả. Bad choice. Ôi, sai rồi. Khi chương trình báo như thế, có nghĩa là các bạn phải làm lại câu này. Và mỗi khi các bạn làm lại, thì chương trình tự động lốt những câu trả lời mới hoàn toàn. Và các bạn phải học lại những câu trả lời mới, tìm một câu trả lời đúng trong các tùy chọn trả lời mới thì bằng cách đó các bạn có thể học được nhiều câu trả lời khác nhau và nếu các bạn làm đi làm lại nhiều lần, các bạn mới có thể học được hết tất cả các câu trả lời và nhiều lần hơn nữa thì các bạn có cơ hội lặp lại tất cả các câu trả lời cho những cái câu hỏi tiêu biểu nhất trong văn nói thường ngày. Bây giờ hãy thử một kết quả khác mà tôi cho là phù hợp nhất thử xem nha. Sorry, it's not with me right now. Good choice. Chính xác. Đó là câu phù hợp nhất các bạn. Và chúng ta tiếp tục dừng lại ở đây để thực tập. Hãy làm theo tôi nha. Can I use your phone? Can I use Ooh, you use use. Can I use your phone? Oh. phone, phone, phone. can i use your phone? can i use your phone? sorry, it's not with me right now. sorry, ah, uh, sa, so, sorry, 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 it's, it, it, it's, it's, it's not. It's not, it's not with me, with me, with me. With, with, with me, with me. It's not with me. Right, right now. Right, right, right now. Right now. Sorry, it's not with me right now. Sorry, it's not with me right now. Sorry, it's not with me right now. Can I use your phone? Sorry, it's not with me right now. Can I use your phone? Can I use your phone? Sorry, it's not with me right now. It's not with me right now. Can I use your phone? Sorry, it's not with me right now. Rồi như thế, bạn hãy tiếp tục thực hành sao cho nhu nhuyễn nhất, giống như giọng của giáo viên nhất. Và sau đó thì tiếp tục bấm chuyển sang câu mới để thực tập. Và cứ như thế, hãy tiếp tục thực tập cho đến hết 10 câu mỗi lần luyện tập. Nếu bạn có thời gian, hãy luyện phần nghe nói phản xạ này nhiều lần trong ngày, bất kỳ lúc nào có thời gian rảnh rỗi, hoặc là sau khi luyện tập xong 10 câu thì hãy ghi chúng ra một tờ giấy nhỏ gồm câu hỏi và câu trả lời đúng và bỏ vào túi mang theo bên mình. Lúc nào rảnh rỗi và đang ở bất kỳ đâu, hãy thực tập một cặp câu và thực tập lại nhiều lần. Lần rảnh rỗi tiếp theo thì thực tập cặp câu tiếp theo. Thế đấy các bạn, các bạn vừa xem xong cách tự tạo ra một môi trường hoàn hảo để luyện nghe nói phản xạ cho riêng mình. Bây giờ, tôi đề nghị bạn hãy xem tiếp video hướng dẫn luyện cấu trúc và câu trước khi bắt đầu tự mình học thử chương trình. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.